Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin kính mời quý vị nghe bài đọc đức tin. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát chính mình. Oán hận người khác cũng là đang tự giam hãm chính mình. Oán hận càng nhiều thì bức tường vây quanh lại càng thêm dày. Đến một lúc bạn không còn cách nào để thoát ra được nữa. Đời người ngắn ngủi, việc gì bỏ qua được thì bỏ qua. Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát chính mình. Có một cô gái trẻ luôn nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đó là có rất nhiều người bị nhốt trong một căn phòng đen tối. Trên cửa phòng có một khóa sắt đã bị rỉ và có rất nhiều người trong phòng đang cầu xin cô. Mỗi lần mơ như thế, cô đều cảm thấy rất mệt mỏi và hoang mang. Ít lâu sau thì cô bị bệnh, trong lòng cô luôn cảm thấy hồi hộp, tức ngực và dễ cáu giận. Thuốc thang nhiều nơi mà bệnh tình của cô không thuyên giảm. Một ngày nọ, cô nghe nói có một vị thầy ở nơi kia rất giỏi trị liệu những căn bệnh kỳ lạ phức tạp. Cô không quản đường xá xa xôi, lập tức tìm đến gặp vị thầy. Khi gặp được thầy, cô kể lại những giấc mơ kỳ lạ và căn bệnh mà cô mắc phải cho ông nghe. Vị thầy nói, bệnh này của con quả thật không khó chữa. Ta cho con một chiếc chìa khóa, con hãy đeo ở trước ngực của mình. Con hãy nhớ kỹ, khi nào con mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia, thì hãy dùng chiếc chìa khóa này mở cửa căn phòng để mọi người ở trong đó có thể đi ra ngoài. Chỉ cần như vậy thì bệnh của con cũng lập tức khỏi. Cô gái vui mừng nhận chiếc chìa khóa, cảm tạ vị thầy rồi đi về. Về nhà được ít ngày thì cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ kia. Lần này cô tiến sát lại căn phòng để nhìn. Cô phát hiện ra trong căn phòng tối tăm ấy đều là những người mà cô căm ghét. Có những người phụ nữ đã từng mắng nhiếc cô rất thậm tệ. Còn có mấy người hàng xóm đã từng bắt nạt ức hiếp cô. Ở trong góc căn phòng, cô còn thấy mấy người bạn đã từng đẩy cô xuống rãnh nước bẩn khi cô còn rất nhỏ, khiến cô suýt chút nữa thì chết đuối. Đột nhiên, cô nhìn thấy một con chó bị què chân. Cô thắc mắc, tại sao lại có một con chó bị què chân ở đây nhỉ? Rồi cô nhớ ra, nó chính là con chó hung dữ luôn xuất hiện trên đường cô đến trường, khiến cô rất sợ hãi. Tất cả những người trong căn phòng tối tăm kia đều là những người đã từng làm hại cô. Họ làm tổn thương cô. Vì vẫn nhớ lời vị thầy nói nên cô thấy trên tay mình có cầm một chiếc chìa khóa. Cô nghĩ chiếc chìa khóa này chắc là để mở cửa căn phòng này. Nhưng vì thấy trong đó toàn là người mà cô ghét, nên cô nghĩ mình sẽ không mở cửa để giải thoát cho những người này. Họ đáng phải chịu tội. Nửa năm trôi qua, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng hơn. Cô lại đến chỗ vị thầy để cầu xin giúp đỡ. Vị thầy nói, chỉ còn một cơ hội cuối cùng mà con không tận dụng, thì chiếc chìa khóa này cũng không còn tác dụng nữa. Nếu đêm nay con mơ thấy giấc mơ kia thì phải mở khóa căn phòng cho mọi người đi ra. Như vậy thì bệnh của con mới khỏi được, bằng không thì vô phương cứu chữa. Nghe xong lời căn dặn của vị thầy, cô gái hạ quyết tâm phải làm cho bằng được. Quả nhiên, ngay đêm hôm đó, cô lại mơ thấy căn phòng tối và những người bị nhốt ở trong đó. Cô bỏ hết những oán hận sang một bên, dùng chiếc chìa khóa mở cửa căn phòng kia ra. Khi cánh cửa vừa mở ra thì mọi người chen lấn nhau đi ra ngoài. Cô chợt nhìn thấy ở trong góc phòng có một cô gái gầy yếu đáng thương. Nhìn lại cho kỹ thì đó chính là cô. Ngay khi cô còn chưa hết ngạc nhiên thì căn phòng tối tăm bỗng nhiên biến mất. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến cô bừng tỉnh, toàn thân cô vã mồ hôi. Lúc này cô nghe thấy giọng của vị thầy vang lên ở bên tai. Cầm tù người khác cũng chính là cầm tù bản thân mình.
Khóa chặt quá khứ lại cũng chính là làm rỉ trái tim mình. Oán hận và phiền não chất chồng sẽ tạo thành một căn phòng đen tối. Mở được cánh cửa trái tim thì ánh mặt trời sẽ chiếu rọi vào. Sau ngày hôm đó, bệnh tình của cô cũng tự nhiên khỏi. Hơn nữa, sắc mặt của cô cũng trở nên hồng hào rạng rỡ. Đôi mắt của cô tươi vui vô cùng xinh đẹp. Bên trong bạn có căn phòng tối tăm kia không? Trong đó có những người mà bạn căm ghét không? Nếu như trong tay bạn có chiếc chìa khóa kia, thì bạn có sẵn lòng mở cửa để thả mọi người ra không? Tha thứ cho người khác cũng là giải thoát chính mình. Mong bạn sẽ có lựa chọn đúng đắn. Chúa Giêsu phán: đừng đoán xét thì các con khỏi bị đoán xét. Đừng lên án thì các con khỏi bị lên án. Hãy tha thứ thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì các con sẽ được ban cho. Luca đoạn 6 câu 37 và 38 chép như vậy. Chúa yêu thương bạn. Amen.